Thưa quý vị, mới đây, Bộ Tư pháp dự kiến đề xuất Chính phủ trình Quốc hội dự án luật công chứng sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Theo đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật này tại kỳ họp thứ bảy vào tháng 5 năm 2024 và sẽ thông qua vào kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm 2024. Lý do cần sửa đổi toàn diện luật công chứng hiện hành theo Bộ Tư pháp, hoạt động công chứng ở Việt Nam còn có điểm chưa phù hợp, chưa đảm bảo điều kiện cần thiết đáp ứng các yêu cầu đặt ra để thực hiện công chứng nội dung. Theo một số chuyên gia, một hệ thống công chứng an toàn phải được xây dựng dựa trên 3 trụ cột. Tình trạng nhân thân của chủ thể các giao dịch phải rõ ràng, tình trạng tài sản giao dịch phải minh bạch, rõ ràng, chế độ bảo hiểm nghề nghiệp công chứng hữu hiệu. Điều này cần được làm rõ trong luật công chứng sửa đổi kính thưa quý vị, vì sao cần phải sửa đổi toàn diện luật công chứng? Để trả lời cho câu hỏi này cũng như giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư Nguyễn Tiến Hiểu để cùng lắng nghe những chia sẻ của luật sư về vấn đề này. Lời đầu tiên thì Thu Hà xin được cảm ơn luật sư vì đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng, xin uh, chào uh, biên tập viên Thu Hà. Thưa luật sư, theo luật sư thì vì sao chúng ta cần phải sửa đổi luật công chứng ạ? à tôi cho rằng là luật công chứng hiện hành à, khi đi vào à, áp dụng à, trong thực tiễn thì đã phát sinh một số cái điều nó chưa có phù hợp và có một số cái điểm nó cũng chưa được à, rõ ràng dẫn đến việc có nhiều cái cách hiểu có nhiều à, cái cách à, áp dụng nó khác nhau vì vậy mà à, cái cơ quan chuyên môn cũng như các cơ quan quản lý họ đã nhận thấy được thì về cái những cái khuyết điểm đó và thì bắt buộc thì phải có những cái sự uh, sửa đổi cho nó phù hợp sẽ nên đảm bảo được cái uh, cái sự thống nhất trong cái cách áp dụng trên toàn quốc. Theo luật sư thì đâu là những nội dung trọng tâm cần phải sửa đổi và bổ sung những quy định mới trong luật công chứng sửa đổi lần này ạ? Trong cái đợt mà cái dự án mà bộ tư pháp đề xuất với chính phủ để trình quốc hội đó, thì có rất là nhiều cái điểm mà cần phải sửa đổi tuy nhiên rằng theo tôi thì có một số cái có thể tức là ta có thể nêu ra một số cái điểm mà trọng tâm nhất thì cụ thể đây là à, luật công chứng hiện nay là có nó có đang còn tồn tại song song cái việc công chứng và chứng thực thì cái việc công chứng và chứng thực này thì lại đang gần giao cho những cái cơ quan những cái tổ chức khác nhau à, cụ thể thì đối với những cái tổ chức công chứng thì họ được làm công chứng lẫn chứng thực nhưng mà cũng có những cái quy định à, về chứng thực thì đối với những cái ủy ban à, ủy ban nhân dân cấp xã thì cái việc đó nó dẫn tới cái việc thiếu đồng bộ một cái mối quan hệ một cái giao dịch dân sự nhưng mà lại hai cơ quan lại áp dụng à, nó khác nhau hình thức khác nhau cũng như là à, những cái quy định nó khác nhau Và lợi dụng vào những cái cái việc thiếu đồng bộ đó mà một số người tức là họ có những cái ý đồ xấu tiến hành làm cùng một lúc tại những cái tổ chức đó à, để họ trục lợi điều này thì cần thiết phải có sự thay đổi. Ngoài ra thì uh, hiện nay cái, uh, cái quy định về vấn uh, đề về công chứng thì uh, thực tế thì công chứng viên uh, chủ yếu là họ công chứng dựa trên những cái giấy tờ mà người yêu cầu công chứng họ cung cấp. Nó dựa uh, hoàn toàn họ ngồi một chỗ tại văn phòng công chứng để họ tiến hành họ thực hiện mà họ không có đi đến thực tế để họ kiểm tra về những cái cái hiện trạng, những cái cái đối tượng của hợp đồng. Vì vậy mà có nhiều trường hợp sau khi công chứng xong rồi thì cái việc cái giao dịch đó vẫn không thể thực hiện bởi vì nó đang còn có những cái vướng mắc khác, nó có những cái tranh chấp khác. Vì vậy mà để để giải quyết được cái vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng là cần thiết là ngoài cái việc mà yêu cầu người dân đến công chứng phải cung cấp những giấy tờ ngoài cái việc yêu cầu đầy đủ ra thì cần thiết phải công chứng viên đó phải tiến hành kiểm tra về mặt thực tế để đảm bảo rằng khi đã ký đã công chứng thì phải thực hiện cái giao dịch đó phải thực hiện được xung quanh đề xuất của bộ tư pháp về việc sửa đổi toàn diện luật công chứng thì luật sư có những vấn đề gì khác băn khoăn hay không ạ trong cái quá trình à, hành nghề khi mà đi đến à, thực hiện à, công việc tại một số cái tổ chức công chứng thì tôi nhận thấy rằng là à, hiện nay khi à, thực hiện công chứng ở các tổ chức công chứng khác nhau trên cùng một địa bàn hoặc là khác địa bàn khác tỉnh chẳng hạn thì cũng là một việc nhưng mà lại có những tổ chức họ yêu cầu là phải thực hiện cái việc này thì họ mới à, tiến hành họ à, công chứng nhưng mà có những cái tổ chức thì họ là không cần thiết. thì vì vậy tôi đã nhận thấy rằng là có có rất là nhiều điểm mà các tổ chức công chứng là bây giờ mỗi nơi lại áp dụng một kiểu, có một cái kiểu suy nghĩ khác nhau. Điều này họ làm nó làm cho à, cái khi người dân người ta đi đến người ta làm à, làm việc người ta yêu cầu về công chứng thì họ sẽ gặp những cái khó khăn à, cụ thể ở đây rằng là cái khi mà đi đến công chứng này lần này thì à, họ chỉ cần chuẩn bị những cái giấy tờ như vậy là đã có thể thực hiện được rồi tuy nhiên khi họ lại đi đến một cái nơi khác để họ làm thực cái mối giao dịch tương tự như vậy thì cái tổ chức khác họ lại từ chối họ không làm bởi vì lý do họ cho rằng đang thiếu giấy tờ thì vì vậy mà tôi rất mong là lần này sau khi đã sửa đổi bổ sung thì có một cái sự áp dụng thống nhất trong tất cả các tổ chức công chứng. Dạ. À, xin vâng. cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng thưa quý vị hy vọng rằng phần trao đổi vừa rồi với luật sư nguyễn tiến hiểu sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn toàn diện và khách quan xung quanh những vấn đề về đề xuất sửa đổi luật công chứng tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc